Kevin, Owen, Jim, and Chelsea. Your guy in the clear kayak. Tới phiên Tina turn xuống nè. We go clear kayak and three sisters sprint. Ngừng lại, đứng đi. Ở trong đây thì trong bê có nhiều rong. Ở trong mấy cái clear water spring này nè thì cái này nhìn xuống đáy không clear. Chelsea have very hard time with the paddle. Okay. Hai đứa này success. Quay thâu gần lại á, chung lại á. Thấy mấy tụi nó luôn không? Ba đứa nè, hai đứa nó luôn. Okay, Jim. And my captain in the back.